Ngày 26 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại một sự cố thang máy tại tòa HH2C, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy có khoảng 9 người đứng trong thang máy tại tầng 1. Lúc này, một người đàn ông bước vào được nửa người thì thang máy đột ngột kéo lên khi chưa đóng hết cửa. Trước tình huống bất ngờ trên, người này nhanh chóng rút chân ra ngoài nên thoát nạn trong gang tấc. Chứng kiến tình huống đó, nhiều người trong thang máy bất ngờ và hoảng hốt. Liên quan đến sự cố thang máy trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho biết đơn vị đã cử cán bộ xuống chung cư để làm việc xử lý.